Ơi, chào anh em. Chào mừng anh em đến với Noah Công Nghệ. Để lựa chọn cho mình một chiếc main cũ mà có thể như mới, có nghĩa là chúng ta mua cũ được mới. Đặc biệt là ở cái socket 1150. Ví dụ như dòng main H81 là khá khó. Nhưng hôm nay Tùng mạnh dạn chia sẻ với bạn một cái main nhập khẩu từ Hàn Quốc. Một thương hiệu rất lạ nhưng ở Hàn Quốc nó là ông trùm. Đây các bạn, nhìn thấy thương hiệu chưa? Đầu tiên, chúng ta nhìn về cái nước mên hay cái chất mên, các bạn nhìn họ sơn rất cẩn thận, chu đáo, tỉ mỉ từng chi tiết các bạn nhé. Của chúng ta đây. Nó không giống như các mên tàu được dựng lại thì chạy nó rất hay bị lỗi chipset và sờ chipset đây nắng rát này. Nhưng cái dòng này các bạn sờ chipset ở đây sẽ mát rượi luôn. Cực kỳ phê các bạn nhé. Cũng giống như các dòng main thông thường, ở đây chúng ta thấy những cái cổng phổ cập đó là PS2, DVI, VGA, USB. Hình như có cả USB 3.0, H81 có USB 3.0 này các bạn. Và len audio. Chúng ta thấy này. Audio này. Cổng LVT dành cho các dòng máy cổ này. Paren kích nguồn này, đây là chân kích nguồn này. Đây là chân HDD LED này, đây là chân reset này, đây là chân power LED này. Thứ tự của nó giống hệt chuẩn của thế giới, không có một chút gì khác biệt. Santa Ba này các bạn. Ở đây chúng ta có thêm vài cổng USB nữa. Khe PCI này thợ rất khoái để đưa cặp test vào đây sửa main nhé. Cái chất main thì gần như là main mới, nhiều đơn vị thì cần thêm cái hộp xốp cộng cái cáp Santa là có thể bán mới bảo hành 24 tháng. Chính vì vậy nếu các bạn cần mua gói bảo hành 24 tháng thì các bạn vui lòng liên hệ Tùng theo số điện thoại là 0906 010103. Bao chất, bao phê, bao đẹp. Tùng đã test rất kỹ sau một thời gian dài mới dám quảng cáo để bán. Vì vậy các bạn hoàn toàn yên tâm trong quá trình các bạn sử dụng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ghép một cấu hình với cái dòng bên H81 này. Ok, bây giờ anh em chúng ta sẽ cùng nhau đi ghép đồ nhé. Ở thời điểm hiện tại thì toàn bộ chip của cái dòng socket 1150 đang bị đôn giá. Vì vậy mình sẽ ghép một con CPU. Đây là dòng CPU thấp nhất của socket 1150 để test cho cái bên này nhé. Chúng ta sẽ trải nghiệm trên LL, FIFA, GTA và PUBG. Xem liệu là với con chip thấp này chúng ta có thể chơi được game gì. Và RAM của chúng ta sẽ là 8GB, thêm một cái ổ SSD. Và tiền thể mình cũng sẽ test luôn trên chiếc GTX 1050 bản 2GB của MSI. Đây là bản một fan, không có nguồn phụ. Cái sự chênh lệch về độ sức khỏe của không nguồn phụ và có nguồn phụ nó chỉ rơi vào khoảng 5% nhé. Chúng ta không tính đến những cái bản đặc biệt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm game trên cái main. Đó là gọi bằng cái từ phantom cho nó máu, hàng nhập khẩu của Hàn Quốc. Mời các bạn trải nghiệm. Em trải nghiệm game với cái cấu hình đó là G3450 cạc GTX 1050 bản 2GB của mới đi và RAM 8GB. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau test FIFA. Thông số để hơi nhỏ và cũng chưa có cái đó là setup cấu hình để chơi FIFA, nhưng chúng ta có một cái cảm giác đầu tiên đó là giật. Tất nhiên là giật thưa các bạn, vì đơn giản FIFA chúng ta cần tối thiểu đó là chip i3. Vì vậy các dòng chip G thì chúng ta không thể quẩy được i3 rồi. Vì vậy là nếu các bạn muốn nâng cấp chơi FIFA, hãy ưu tiên nâng cấp chip trước các bạn nhé. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ test LOL và mức setup cấu hình đang ở cái ngưỡng đó là cao nhất các bạn nhé. LOL thì lại ăn thiên về Vega. Khi chúng ta dùng GTX 1050 bản 2GB thì chúng ta thấy là FPS của chúng ta khi kéo mắc nó rơi vào tầm khoảng 200, quá mượt mà. Còn cái sự giật 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 thì nó do cái phần mềm quay video các bạn nhé. Vì phần mềm quay video nó sẽ ăn CPU, vì vậy là nó hơi cảm giác giật. Mình vẫn quay bằng phần mềm vì như vậy hình ảnh nó sẽ đẹp hơn, chứ không như quay bằng điện thoại thì hình ảnh nó sẽ hơi chuối. Úi dồi ôi, giật tung đít.
Tiếp theo chúng ta sẽ test cái game CS:GO. CS:GO không có thông số và cũng không thấy là setup cấu hình ở mức nào. Hơi chuối, biên tập giờ này hơi chuối, không sâu ra cái chúng ta cài đặt cũng như chúng ta setup thì anh em sẽ rất khó để có thể định hình là mình sẽ phải nâng Cebu hay nâng RAM, và cũng không sâu ra những cái thông số khi chơi game là cái gì đang ăn cái gì nhiều. Hơi thiệt thòi cho người chơi. Và cuối cùng đó là PUBG bản PC. Bản PC thưa các bạn, chắc chắn là giật vì chúng ta đang sử dụng chip G. Rất giật là đằng khác. Vì vậy khi các bạn muốn chơi PUBG bản PC, bắt buộc các bạn phải đó là dùng đến chip i. Nhưng chúng ta cảm thấy tất cả mọi thứ test với socket 1150 H81 hàng nhập khẩu là ok. Và Tùng đã test trên i3, i5 và i7, tất cả đều có thể chiến được. Vì vậy các bạn yên tâm sử dụng nhé. Cần mua hàng 0906 010103.